phục hồi nhông nhông sới trong cái máy cài của ông khách nha nè, gửi cho Hoàng Mai nè. Hoàng Mai nhận phục hồi những cái nhông đơn giản nha, đây mời anh em xem nha. Đây là nhông phục hồi anh em, nhông phục hồi. Anh em xem trên cái ảnh không, thấy cái ban đầu cái nhông nó như thế không, gửi cho em á. Giờ anh em phục hồi cho anh em nè, anh em dùng một mặt hàng phục hồi nha anh em. Độ bền thì không cao như zin anh em, nhưng mà anh em dùng được. Độ bền thì không cao như zin nhưng mà anh em dùng được, dùng tốt anh em. Chứ không bền như zin thôi. Lô phục hồi làm sao bằng như zin được. Anh em có những cái nhông đơn giản gọi Hoàng Mai nha. Em chỉ nhận hồi những cái nhông đơn giản thôi. Phải đúng module cho anh em nha. Module nè. Anh em xem hài lòng ủng hộ Hoàng Mai nha.